điều tốt nhất cho bé yêu. Quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Điều tốt nhất cho bé yêu, nơi dành cho những người phụ nữ gia đình có thêm những thông tin và lựa chọn mới khi mua sắm cho các em bé yêu thương của mình trên kênh Hà Nội FM tần số 90MHz tất cả các ngày trong tuần. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thói quen đọc sách truyện rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Ở từng độ tuổi thì trẻ cần được đọc những loại sách khác nhau, nhưng mà chọn sách như thế nào cho phù hợp với lứa tuổi của trẻ em thì là điều mà không phải cha mẹ nào cũng biết. Vâng, chính xác là như vậy. Quả thực là chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích lớn đến từ việc đọc sách đối với trẻ em. Đọc sách cho trẻ là một phương thức tốt để hình thành và hoàn thiện khả năng ngôn ngữ cho bé, cũng như là góp phần giúp bé khám phá được thế giới quan xung quanh. Và bên cạnh đó thì khoảng thời gian mỗi ngày để đọc sách cũng sẽ tăng cường sự gắn kết giữa bố mẹ và các bé. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra làm thế nào để giúp trẻ tiếp cận với sách, chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc nào và bắt đầu như thế nào là điều mà các bậc phụ huynh luôn luôn quan tâm. Vâng, nên bắt đầu đọc sách cho bé vào thời điểm nào? Có rất nhiều ý kiến xung quanh thời điểm thích hợp đọc sách cho bé, thậm chí còn có gợi ý nên đọc sách từ lúc mới lọt lòng. Tuy nhiên, theo Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ thì thời điểm lý tưởng nhất để bé tiếp xúc với sách đó là lúc 6 tháng tuổi. Đây là khoảng thời gian mà bé đã qua thời kỳ sơ sinh và đã quen với giọng nói của bố mẹ và bắt đầu thích thú với những hình ảnh ngộ nghĩnh trong các cuốn sách. Và khi mà đã xác định được thời điểm thì chúng ta nên đọc sách cho bé. Câu hỏi chọn sách gì phù hợp để bắt đầu cho bé lại là điều khiến các bậc phụ huynh lúng túng. Hiện nay thì thị trường sách cho các bé rất phong phú và đa dạng, nhưng mà để cho chúng ta có thể chọn được loại sách phù hợp để cho các bé làm quen để bắt đầu việc đọc sách, đòi hỏi bố mẹ phải có một sự phải nói là nhạy cảm cần thiết. Bởi vì khi mà có hiện tại trên thị trường có những cuốn sách với hình thức không phù hợp, và đây thực sự là mối nguy hại cho bé. Vì vậy, về hình thức, một cuốn sách vải là một gợi ý tốt. Vậy sách vải là như thế nào và chúng ta nên lựa chọn sách vải ra sao? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với chị Dung, là đại diện thương hiệu sách Dung Mạc. Chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối cho chúng tôi với chị Dung ạ. Alo. Alo ạ. Vâng, xin chào chị Dung ạ. Chào bạn. Vâng, chúng tôi là Việt Trinh và Tiến Anh đang kết nối với chị từ chương trình Chưa Không Ngủ. Và không biết bây giờ chị đã sẵn sàng để kết nối chia sẻ với quý vị thính giả về chủ đề sách. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chị. Đầu tiên thì Tiến Anh và Việt Trinh rất muốn được nghe một chút về bản thân chị cũng như là thương hiệu sách vải Dung Mạc của mình ạ. Xin chào Tiến Anh và Việt Trinh. Vâng. Mình là Dung. Thì trước tiên là cho mình xin lỗi quý thính giả và các bạn một chút là vì là hiện tại do tình hình sức khỏe của mình không được tốt ấy, nên là cái giọng nó hơi bị khàn một chút, thì mọi người thông cảm nhé. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, chúng tôi có thể thông cảm cho tình hình sức khỏe của chị. Các bạn nghe rõ được mình nói đúng không? Dạ vâng ạ. Thì mình giới thiệu qua về bản thân một chút nhé. Mình là Dung, thì hiện đang sở hữu thương hiệu sách vải Dung Mạc. Thì mình cung cấp sách vải thông minh cho bé này, các nguyên liệu tự làm sách và đồ chơi thông minh phát triển cho bé thì cũng được gần 3 năm nay rồi. Vâng. Thì ngày trước thì mình không có ý định kinh doanh về mặt hàng này đâu. Tuy nhiên thì sau khi cuốn sách vải đầu tiên ra đời thì mình có làm cho cháu mình ấy, thì lại nhận được sự phản hồi tích cực, trước hết là từ bé và sau là các bậc phụ huynh cũng rất là thích. Vâng. Thì từ đó thì thương hiệu sách vải Dung Mạc ra đời và rất may là được các bé đón nhận tích cực. Thì có một câu chuyện rất là vui là đáng ra thì mình là người cảm ơn khách hàng vì đã tin dùng sản phẩm của mình. Tuy nhiên thì khách hàng sau một thời gian cho bé dùng sách ấy, thì lại quay ra cảm ơn bên mình. Vì là nhờ sách của bên mình mà các con thì bỏ được cái thói quen dùng điện thoại hay xem hoạt hình khi xem phim. Hay xem phim thì mà cũng không đòi iPad thì mỗi khi ăn nữa. Vâng. Thì đúng là có những cái niềm vui đơn giản vậy thôi. Thì mục đích kinh doanh của mình thì chủ yếu là hướng tới các bé còn nhỏ ấy. Tại vì mình thực sự là rất là yêu thích cái đồ handmade. Cho nên thì đến tận bây giờ thì mình vẫn theo đuổi được cái hình thức kinh doanh này. Thì nhân đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các khách hàng của Dung Mạc đã ủng hộ sách của mình suốt thời gian qua. Vâng, như vậy là thương hiệu của mình cũng đã có mặt ở trên thị trường là 3 năm rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và chắc chắn là rất nhiều bậc phụ huynh cũng đã quá quen thuộc với loại sách vải này rồi. Nhưng mà Việt Trinh cũng nghĩ rằng là cũng có khá nhiều các bậc cha mẹ vẫn còn bỡ ngỡ và tò mò về cái loại sách này. Chị có thể giới thiệu một chút về sách vải để quý vị thính giả được rõ hơn không ạ? Thực ra là cái sách vải về Việt Nam thì nó cũng được gần mấy... được chỉ có mấy năm nay thôi, thì mình cũng là một trong số những người đi đầu phổ biến rộng rãi cái sách vải ở Việt Nam ấy. Tuy nhiên thì là ở một số tỉnh thành ở Hà Nội thì và các thành phố lớn ấy, thì các bậc phụ huynh sẽ biết nhiều hơn. Hơn nữa là ở các vùng nông thôn ấy thì hầu như là mọi người thì cái khái niệm về sách vải còn rất là hạn chế. Thì trước đây thì mình cũng có giới thiệu cho mọi người biết, nhưng mà 10 người thì may ra thì chỉ có một người biết qua về nó thôi. Vâng. Thì vậy hôm nay thì cũng nhân qua chương trình này thì mình cũng xin được gửi tới quý
quý thính giả về cái định nghĩa về sách vải như thế nào để mọi người đang và sẽ quan tâm về nó có thể hiểu rõ hơn. Thì để có thể lựa chọn sách vải phù hợp cho với con thì sách vải là những cuốn sách mà bằng vải, thì các bạn bên mình sẽ là cắt ra các hình thù, các bài học, các sự vật hiện tượng, các con vật hay là các đời sống sinh hoạt hàng ngày đấy. Thì được mô tả bằng những miếng vải đã cắt sau đó và khâu vào từng trang sách, thì để bé có học theo, để bé có thể học theo được. Thì sách vải cũng tập trung cho bé cái sự tập trung trong những năm tháng đầu đời, sau đó là để có thể bé có thể học và nhận biết được. Thì các trò chơi ở trên sách vải ấy, thì nó kết hợp được tư duy và hành động, có thể nâng cao được các chỉ số thông minh này, chỉ số IQ này, chỉ số tình cảm EQ và chỉ số sáng tạo là CQ của trẻ. Thì sách vải nó hơn những sách cái thông thường ấy, là sách nó màu sắc đa dạng và phong phú, và hơn hết là sách vải là an toàn tuyệt đối với bé. Vâng. Thì sẽ giới thiệu qua, còn đâu nếu mà kỹ hơn thì chắc là trong phần sau thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn về sách vải. Vâng. Những cái chất liệu mà để làm nên một cuốn sách vải thì thường là chất liệu gì ạ chị? Chất liệu bên mình chủ yếu là bằng vải dạ nỉ. À. Vải dạ nỉ cứng ấy. Sau đó thì mình sẽ cắt thành các hình thù đúng không ạ? Đúng rồi, mình trong trường thì sẽ mất khoảng 1 đến 2 tiếng để hoàn thành một trang sách, cho việc từ lên ý tưởng sau đó cắt dán và khâu. Vâng. Vâng, về cái chủ đề thì có giống như các loại sách bình thường không ạ? Để có thể giúp các bé tìm hiểu về cái thế giới xung quanh một cách sinh động nhất. À, cái chủ đề của sách thì nó có nhiều chủ đề lắm, nó sẽ phụ thuộc vào lứa tuổi của bé. Thì 6 tháng là bé có thể chơi được sách rồi. Thì với những cái bé mà 6 tháng thì bé còn nhỏ ấy, dạ. Thì là cái nội dung của bé thì nó đơn giản hơn thôi. Nó chỉ cần là những cái mảng màu nó to và nó nhiều màu thì bé đã thể chơi được. Còn với bé lớn hơn một chút thì bé có thể sử dụng các kỹ năng về vận động tinh, tay, chân, về côn trùng, cây cỏ, động vật. Thì sách đấy thì chủ yếu là về các thế giới thiên nhiên ấy. Còn đâu với bé mà tầm khoảng 4 đến 5 tuổi thì là cũng vẫn có thể chơi được sách vải bên mình, cho bé có thể làm quen được chữ số, chữ cái, để bé có thể chuẩn bị cho những cái bước để có thể bước vào lớp 1 ấy. Đồng thời thì với những bé tầm đấy thì có thể sử dụng được các sách về giáo dục giao tính, vì hiện nay là cái việc xâm hại tình dục trẻ em thì cũng khá là được cộng đồng quan tâm. Thì sách đấy thì bên mình cũng đã làm từ lâu rồi, tuy nhiên thì là mọi người cũng chưa biết đến nhiều ấy. Sách về giáo dục giới tính cho trẻ thì cực kỳ là cần thiết. Rất cần bởi thiết vì là ở trên sách giấy thì là chỉ là lý thuyết thôi, còn ở trên cái sách vải này mình có thể thực hành được. Thì đấy cũng là một cái ưu điểm của sách vải mà bên mình hiện đang theo đuổi. Vâng, đúng là vấn đề giáo dục giới tính bây giờ cũng đã được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Nhưng mà chị có thể nói rõ cụ thể hơn, ví dụ như bên mình làm sách vải về cái chủ đề này thì các em sẽ được nhìn nhận, được khám phá trực quan như thế nào hả chị? Ví dụ như là trên cái trang sách của mình ấy thì sẽ có hai hình, một bé trai và một bé gái. Vâng. Có mặc quần áo và có thể bóc được cái quần áo đấy ra. Nhưng mà bên trong thì mình cũng có để cái miếng vải che những cái bộ phận kín của trẻ. Vâng. Đồng thời là cái mình sẽ để mà ba cái bàn tay mà có hình dấu x nhân ấy. Vâng. Màu đỏ. Thì ở trên cái hình đấy thì sẽ là hình cấm, cái hình đấy là hình tay cấm. Khi mà bạn cái này buộc bạn phải chơi cùng con, và bạn có thể giải thích cho con hiểu là ai là người có thể động vào cái vùng đấy và ai có thể là không động vào vùng đấy. Vâng. Kiểu nó là như vậy. Dạ vâng. Thì còn một số trang sách khác cũng liên quan đến những việc giáo dục giới tính và một số các vấn đề xã hội khác, như là không đi theo người lạ này, không mở cửa cho người lạ này, khi gặp người lạ thì bé phải làm như thế nào. Đấy là cái chuyện sách trong chủ đề của về giáo dục giới tính. Như vậy là Tiến Anh nghĩ rằng rất là trực quan đấy, đúng không ạ? Rất là thiết thực. Và ngoài ra thì hiện nay thì các phụ huynh thường mua sách vải cho con và quan tâm đến những chủ đề gì hả chị? Sách vải bên mình thì thực ra là ngoài những chủ đề như là chủ đề giao thông, về chủ đề về giới tính, về động vật, về chữ số, thì có những chị thì lại như kiểu là muốn đặt sách cho con từ khi con mới lọt lòng ấy, thì các chị sẽ đặt theo một cái quyển nó rất là nhiều trang, tầm khoảng 30 trang một. Thì ở sách đấy thì bên mình cho các mẹ là tự chọn. Bên mình có hẳn có để một cái album và có tất cả các ảnh nội dung của bên mình. Thì mình sẽ tư vấn cho mẹ là lứa tuổi của con thì nên dùng cái loại sách nào. Thì khi đấy thì các mẹ sẽ có thể tự tìm hiểu và tự chọn trang sách cho con mình cho nó phù hợp. Vì cái này là còn tùy thuộc vào các kỹ năng mà bé đã biết hay chưa ấy. Có những bé thì phát triển sớm hơn những cái bé bình thường, thì các kỹ năng như vận động tinh tay chân thì có thể là bé biết hết rồi. Thì mình có thể chuyển sang những cái nội dung khác của sách. Đấy là cái chủ đề, nếu như mà các mẹ muốn đặt theo chủ đề thì có rất nhiều chủ đề cho lựa chọn. Tuy nhiên thì cũng có những cái chủ đề mà nó tập hợp tất cả các kỹ năng đấy.
thì là mẹ có thể chọn cho con được. Vâng. Thì cái này thì mình khi mà liên hệ với bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất để phù hợp với từng bé một, thì từng bé một không phải là bé nào cũng giống nhau ấy. Vâng. Vâng. Về cơ bản là cũng phải phân theo từng cái lứa tuổi của các bé nữa đúng không ạ? Đúng rồi bạn ạ. Vâng, đúng là khi mà chơi cùng với con thì có rất nhiều đứa trẻ nó hiếu động và đọc sách cho con, thì Việt Trinh thấy là rất nhiều những cái đứa nó hiếu động thì nó không giữ được sách nguyên vẹn đâu, mà có khi nó còn bị rách nát. Vậy thì theo chị thì cái ưu điểm của sách vải so với những cái loại sách khác là gì hả chị? Ưu điểm của về sách vải thì đầu tiên thì là sách vải bên mình là an toàn tuyệt đối và rất là bền và dễ bảo quản và vệ sinh. Thì thông thường với những quyển sách giấy ấy, thì là các bé nhỏ thì có nhiều bé có thói quen là gặm sách hoặc là ném sách. Thì với sách giấy thì là mình không thể giữ được lâu, thì gặm sách thì sẽ bị ướt và bị rách, bé có té thì cũng là bị rách luôn. Còn với sách này thì bé có thể gặm thoải mái thì không có vấn đề gì. Hơn nữa là ví dụ như bé có bị sách rơi vào người ấy thì nó sẽ không gây ra cái tổn thương nào trên cơ thể của bé. Và sách cái việc mà vệ sinh sách thì khá là đơn giản, bởi vì bên mình làm thì khi đóng quyển thì sẽ có những cái khoen tròn đóng mở rất tiện để lấy ra từng trang một. Trong trường hợp mà sách chỉ bị bẩn qua thôi ấy, thì mọi người có thể dùng cái con lăn vải mà mình hay lăn vải quần áo ấy, bạn lăn qua thì nó sẽ sạch. Còn trường hợp mà bé mà đổ sữa hay là đồ ăn ra ấy, khi mà mình bẩn ở trang nào thì mình sẽ tháo cái khoen ở cái gáy sách ra, mình lấy cái khoen sách, lấy cái trang sách đấy ra rồi mình đem đi vệ sinh là được. Mình giặt vệ sinh mình dùng cái bàn chải đánh răng cũ ấy, và mình có thể để vệ sinh được sách luôn. Hơn nữa thì như mình đã nói lúc đầu ấy, thì là cái sách vải này nó phát triển được về chỉ số thông minh, chỉ số sáng tạo và chỉ số tình cảm. Chỉ số tình cảm là mình thấy khá là hay, bởi vì là khi mà mình mua sách cho bé đấy thì bắt buộc là bậc phụ huynh ban đầu sẽ phải chơi cùng con. Thì như thế thì cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái nó sẽ được nâng cao lên, và đồng thời là cái tính nhẫn lại của trẻ con cũng như là của người lớn khi chơi cùng nhau ấy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là bạn đưa sách cho con và con tự chơi tự học. Thì có những cái mà buộc phụ huynh phải hướng dẫn con từ những cái cơ bản nhất thì con mới làm được. Thì đấy, mình thấy là cái sách vải đem lại lợi ích khá là nhiều, vì đôi tay thì thường là bộ não thứ hai của bé ấy. Khi mà tay bé hoạt động càng nhiều thì cái não bộ của bé càng phát triển. Thì cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà quan trọng nhất trong cuộc đời của bé, để bé có thể phát triển được các kỹ năng cơ bản nhất khi mà bé chào đời. Thì mình nghĩ là sách vải đem lại lợi ích quá lớn cho các mẹ, nên là nếu mà phụ huynh nào mà chưa rõ về sách vải thì nên tìm hiểu sớm hơn. Thì để có thể chuẩn bị cho con để phát triển cái bước phát triển sau này. Vâng, và có lẽ với những ưu điểm như vậy thì chắc chắn là các bậc phụ huynh đang rất quan tâm là các bậc phụ huynh có thể tìm mua ở đâu, và về cái giá thành thì nó có khác gì so với các loại sách mà bình thường chúng ta vẫn hay mua cho các con không ạ? Về thứ nhất là về giá cả của sách vải thì hiện nay trên thị trường thì nhu cầu của mọi người cũng biết đến cũng nhiều rồi. Thì ngày trước thì mình làm thì chỉ có một vài đơn vị làm thôi, nhưng mà hiện tại thì là có quá nhiều đơn vị làm ấy. Thì mình cũng đã từng liên hệ với các tại vì sách vải này là du nhập về Việt Nam được mấy năm, nhưng mà thị trường chính là đang ở nước ngoài. Thị trường chính ở nước ngoài rất là phổ biến. Mình thì cũng đã từng liên hệ với một số đơn vị sách vải của nước ngoài, thì được biết là giá sách vải handmade về làm bằng tay về Việt Nam ấy thì giá sẽ khoảng từ 2 triệu đến 4 triệu cho một cuốn sách vải tỉ mỉ. Với giá thành đó thì là ở Việt Nam thì chịu là không tiêu thụ được. Thì mình có thể mình tìm ra cái giải pháp thế nào để cho phù hợp, thì sách vải của bên mình thì hoàn toàn làm bằng tay, cũng nguyên liệu an toàn như bên nước ngoài thôi, tuy nhiên thì cái giá thành nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Giá thì trên thị trường bây giờ dao động sẽ từ khoảng vài trăm cho đến 1 triệu, nó tùy thuộc vào cái số lượng trang mà và lứa tuổi của con như thế nào, thì lúc đó thì mọi người chọn sách nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như 10 trang thì giá nó chỉ tầm khoảng từ 280 cho đến tầm 300-400 thôi, nhưng mà ví dụ như có những sách nào là quyển tổng hợp ấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 700-800 cho đến trên 1 triệu. Như vậy thì so với một cuốn sách vải handmade mà 1-2 tiếng mới làm hoàn thành xong một trang, mà so với giá thành của bên nước ngoài thì sách vải ở Việt Nam, thị trường Việt Nam đang giá khá là ổn định và dễ chịu cho mọi người ấy. Còn đâu cái việc mà mua sách, khi mà mọi người mua sách thì mọi người cần chú ý, mình cũng đưa ra một số lưu ý cho mọi người khi chọn sách cho con, bởi vì là có những sách nó sẽ phù hợp với con mình và có những sách nó không phù hợp với con mình. Thì trước khi mình mua sách ấy, xin lỗi mọi người á. Dạ vâng ạ. Trước khi thì mình mua sách thì là từ
6 tháng là bé có thể quen với việc đọc sách rồi. Thì lúc này thì mẹ có thể tìm hiểu về sách cho con, xác định các kỹ năng mà con cần phải có trong cái giai đoạn từ 6 tháng đến 12 tháng hay là 1 năm. Thì trong cái khoảng thời gian đó con cần phải học được các kỹ năng nào, con cần phải hoàn thành được các kỹ năng nào thì mẹ nên tìm hiểu trước. Sau đó thì tìm đến một số đơn vị bán sách vải. Thì khi mà liên hệ với bên đơn vị bán sách vải thì họ sẽ có những cái tư vấn cụ thể hơn cho mình. Lúc đó thì chọn sách nó sẽ dễ dàng hơn. Thứ hai là mình phải tìm được cái địa chỉ uy tín để mua. Thì hiện nay là nhu cầu người dùng sách vải rất là cao, dẫn đến các đầu nhập nguyên liệu vào cũng rất là đa dạng. Thì chất lượng nó cũng khác nhau. Vì làm cho con mà nên là mình cần phải những cái chất liệu nó an toàn. Đấy, cho nên là mọi người cần lưu ý về cái địa chỉ mua hàng và cũng hỏi họ luôn là cái nguyên liệu họ nhập vào là như thế nào, nguyên liệu đấy thì mọi người sẽ an tâm hơn khi dùng sách cho con. Đấy là trước khi mọi người mua sách. Còn sau khi mua thì nguyên tắc ban đầu là phải chơi cùng con, tại vì trong 6 đến 12 tháng đầu đời của bé thì cha mẹ nên bỏ ra ít nhất mỗi ngày vài phút hoặc 10 đến 15 phút để nằm hoặc ngồi cạnh con và chỉ cho con các hình này, các từ trong sách này, để cho con có thể tập quen dần với cái sự tập trung trên sân sách. Ban đầu thì với những bé nhỏ như tầm 3 đến 6 tháng thì bé chỉ thích tặng thôi, chứ còn bé không xem sách gì đâu. Đó là cách học của các bé còn nhỏ trong những tháng đầu đời. Thì khi mà mình tập dần cho bé các thói quen ấy, dần dần thì bé sẽ biết lật, sẽ biết mày mò sách một cách thú và tập trung hơn. Bởi vì với người lớn như cái việc là lật trang sách hay là cầm nắm một đồ vật thì nó rất là đơn giản. Tuy nhiên với bé thì bé phải học hoàn toàn từ đầu, cho nên là cái thói quen này mình phải tập cho bé từ khi bé có thể nhận thức được rồi. Thì mỗi ngày mình sẽ dành ra khoảng một thời gian nhất định. Thì đến một ngày nào đó thì mình chắc chắn rằng là cha mẹ của bé sẽ bất ngờ khi thấy bé đọc sách và xem sách hơn. Vâng, như vậy là chúng ta cũng có cần lưu ý những cái điều cần lưu ý trước và sau khi mua sách vải cho con, và quan trọng là quá trình học và chơi cùng với con, đúng không ạ? Bây giờ nếu như quý vị thính giả của Hà Nội FM nếu như muốn được tư vấn trực tiếp cũng như tham quan những sản phẩm của bên mình thì sẽ đến địa chỉ nào ạ chị? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là do tín hiệu của chúng tôi đã có một chút trục trặc nên chúng ta sẽ hẹn gặp lại chị Dung trong một chương trình khác. Và một lần nữa rất là cảm ơn chị về những chia sẻ hữu ích ngày hôm nay. Vâng, hy vọng rằng với những chia sẻ của chị Dung đến từ thương hiệu sách vải Dung Mạc vừa rồi sẽ giúp cho quý vị thính giả có thật nhiều những thông tin hữu ích để có thể lựa chọn cho các bé yêu nhà mình một hình thức đọc sách phù hợp và rất là mới mẻ này.